Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến rất gần. Những ngày này, thành phố Việt Trì đang gấp rút hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị nhằm tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp và không khí vui tươi phấn khởi cho người dân chào đón một mùa xuân mới. Trên các tuyến đường chính của thành phố Việt Trì, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì đang tất bật cắt tỉa cây xanh, sắp xếp trang trí các chậu hoa rực rỡ sắc màu. Đặc biệt tại khu vực quảng trường Hùng Vương, hồ công viên Văn Lang, vườn hoa tỉnh ủy, những thảm hoa, giá hoa cỡ lớn được thiết kế bắt mắt với hàng vạn cây hoa cúc, trạng nguyên, sắc pháo, cẩm tú cầu. Gần 5.000 mét vuông thảm màu được trồng mới đã khoác lên một tấm áo rực rỡ cho thành phố ngã ba sông. Anh em cũng nỗ lực hết mình để làm việc, không kể sớm tối. Công việc thì tuy rất là vất vả nhưng anh em cũng cảm thấy là rất là vui vì đã đóng góp một phần công sức của mình để vào làm cho thành phố Việt Trì đón Tết là xanh sạch đẹp, để nhân dân được đi vãn cảnh ngắm hoa. Từ đầu tháng 1 năm 2024, thành phố Việt Trì đã tập trung cao điểm cho công tác chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường. Bên cạnh việc trang trí các thảm màu, các đơn vị cũng tiến hành trang trí các điểm check-in với biểu tượng chào xuân Giáp Thìn và linh vật rồng. Đồng thời rà soát hệ thống điện chiếu sáng công cộng, tiến hành treo cờ, băng rôn, mừng đảng, mừng xuân tại các nút giao thông, tuyến đường chính, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân chào đón năm mới. Yêu cầu các đơn vị công tập trung nhân lực, con người, máy móc thiết bị và cả đơn vị tư giám sát thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, đẩy nhanh tiến độ. Ngày 25 âm lịch là chúng tôi sẽ gói gọn toàn bộ và những cái vị trí chúng tôi đều xếp những chậu hoa và những cái khung trang trí chào mừng năm mới để mang lại những cái điểm vui chơi công cộng, cộng đồng cho người dân trong dịp 2024 xuân Giáp Thìn. Thành phố Việt Trì đang rộn ràng đón chào mùa xuân mới với diện mạo khang trang, sạch đẹp và tràn đầy sức sống. Để giữ nét văn minh, mỹ quan đô thị, ngoài sự vào cuộc của các ban ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn vệ sinh chung để môi trường luôn xanh, sạch đẹp trong những ngày xuân.